Đây, ngửi ngửi xem nước ướp thế nào. À, xa, thơm phết đấy mọi người. Hôm nay là nước ướp và dùng nguyên liệu trong trắng. À, mỗi khi là phải mơ mì. Vắt nước lại. Thơm. Nấu nước xả các kiểu lên ướp. Tôi ướp cái này, tôi ướp cái này. Cái nước mình nấu đỉnh cấp luôn. Đang nấm đều. Xoát bởi mông con nhà. Chắc nó ngấm. Món ngon thế này mà làm ướp riêng xả.
À, dược xả các kiểu ngon rồi. Dài không? Được chưa? Ừ. Chín cho mày ăn cái chân đấy. Được. Quá được. Okay. Ăn như kiểu thịt gai khô ấy. Bổ đâu? Bổ đâu? Bao nhiêu? Mỗi người 2 triệu. Thế tiền đấy. Mình mua bao tiền? 8 triệu. Có cái cứt. Nhưng mà anh đụng. Đụng là sao? Không phải điều chắc anh cho. Không, đùa, 4 triệu. Con này cũng bé mà. Chắc ai cho gì, không thể tin. Để đấy tao, tao làm dâu đấy. Này, không phải điều đấy, trả tiền đi. Trời ơi, chắc chắn không thể cho. Thì anh làm đi, bọn em quay cả buổi. Làm cả buổi rồi. Quay cái gì ấy? Dầu điều với lại gia vị. Bọn mình ngu. Cho bao nhiêu gia vị là thơm ngất rồi. Không. Cái món ngon như thế này mà không biết làm. Xong gọi tao về sớm. Không có hỏng sản phẩm bọn em nhé. Con yêu này ông kia nuôi lâu phết rồi. Không bao giờ học biết được. Biết được nuôi lâu hay không. Mấy tháng ấy nhỉ? Vậy thịt già dài thế. Mấy tháng nhỉ? 3 tháng nhỉ? 4 năm tháng. Tuyệt phẩm luôn. Đây. Nhìn sang mà nhìn. Sang mà nhìn. Nhìn thấy gì chưa? Được. Quay đây. Quay đây. Được cái màu mẻ chắc gì đã ngon. Không. Quan trọng là nước ướp trước của bọn em ngon rồi. Ngon hay không nữa. Anh này lửa mãi ông kia ông mới bán cho con này. Chứ không phải điêu. Không phải. À trò thì. Hay là nó bị bông gì không mới bán gì. Thấy bảo dạ. Mình vì cái này lắm. Chắc chắn là. Chắc chắn là có người trò. Có phải giải thích không? Một một mình. Con chó nó tìm. Nào lật lật lật. Tuyệt cú mèo luôn. Em xem vẫn được nhá. Em quay mắt nhá. Vẫn được rồi. Mai tao về sớm. Anh quát cho em vào quả đuôi mất. Ăn tí nữa ăn hết giờ. Nếu mà yêu nuôi thì không được ngon lắm. Nhưng mà người ta cũng thả đôi mày. Thả đôi mà. Để chụp tuyệt phẩm nhá. Ông bảo là có cây mít vừa mới ra quả thế nó ngậm mất được. Ông ấy bảo là trong trước có một con yêu chồng chứ mình không biết mang chó sang nhà để được. Tuyệt vời đấy, chuẩn bị chín rồi. Còn cơm đâu? Đang đói. Đang đói. Đó. Nhìn như kiểu BBQ ấy nhỉ. Quá tuyệt vời luôn. Anh ấy khác. Quá tuyệt vời luôn nhỉ. Quá đỉnh. Được. Ngon không chị? Ngon không chị? Được. Cảm giác thế nào? Xin. Cảm giác thế nào? Ngon lắm luôn ạ. Hả? Chuẩn luôn đặc cấp luôn nhỉ. Trời ơi. Cho hết ra đây. Ngon nhở? Đặc cấp luôn hả? Đây này, quả mới dạ mặt sườn. Chứ cái này gì em ạ? Thấy chưa? Mình về một cái là nói chung là ngon hơn hẳn. Nhìn này mọi người. Nói chung là khi có mình cái là chụp. Mọi người thấy không biết là rõ không nhưng mà tuyệt vời luôn. Nhìn đặc cấp không chị? Vâng. Quá đặc cấp. Vâng hiểu đấy. Chín hết nhé mọi người nhé. Không ăn được sườn đâu. Chín ngon. Chín ngon luôn. Ê, cho em một dạy thịt đấy. Dạy nhỏ. Mỗi thằng một dạy sườn nhé. Ok. Xin ăn miếng nào, xin. Ăn miếng kia. Ăn miếng sườn đấy là miếng ngon. Cái này kém này, không chưa biết thưởng thức. Đấy, ai mẹ ăn là mẹ nhờ. Ui đi đi. Ui, anh chị bỏng lắm bỏng lắm. Hôm nay giờ chơi cả. Em chơi được trăm cả. Ui. Nói chung là, ôi vẫn chưa chín lắm này. À đây đã đọng máu. Đọng máu. Con này bị đọng rồi.
Không, cô tu đâm chắc đâm ở đấy đấy. Tu đâm á? Đấy, chắc kiểu tu đâm mới bán rẻ cho bọn mày ý. Hay là kìa, hay là ông dân đường cũng nhặt được đấy. Nhặt được, anh nghĩ là cậu kế yêu ra đường mà nhặt được. Không biết là không xin. Được rồi, thôi anh em cứ xử đi. Qua là mình cứ xử tay nhá. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Tạm miếng này nhá. Con chó này gặp người đây. Ui, anh cho em phần đàn. Mời mọi người nhá. Ngon đấy. Cái nhìn miếng xương này. Ui, miếng này. Miếng xương này mà phải gặm cả miếng như thế này này. À, khéo chả lôi rồi. Khéo chả lôi cái răng. Răng răng giả. Nhất thì nhiều khát, ngọt thật, thịt nhiều mặt đấy. Đẳng cấp. Mất là thật nhá. Ai cho? Ngon chị. Muốn lên 1 triệu mua. Chứ còn 1 điều. Ô, mình có 1 điều, mình có phép. Vậy chỉ kê là phép thôi. Không, cái này của em mua thật mà. Bạn cảm thấy cái áo ống. Cái ống gì nhỉ? Ông Tà Biên. Không phải, ông ai? Ông gì ở quê, bạn của quê anh, ông bạn của ông chú ở quê anh ấy lên đây chơi nhà. Ai chết chứ này? Chờ, mang lên cho. Bạn của ông chú ở quê. Trang Phương. Mà liên quan đến bạn của ông chú ở quê. Làm gì quen biết mình? Biết ông đấy giải thích làm sao là bỏ lên bảy. Cho là màu ca. Thế thì không rồi. Điều đại khái là bọn mày nó điều lắm mọi người ạ. Nào, ăn chén đi. Đấy, từ lúc mòn mà quên. À, ăn chén không? Nói chung là được, nhưng mà tâm nghe không, nói chung là không được đấy lắm. Chắc chắn với mọi người nhá, con Hiếu này là con Hiếu nuôi. Tại vì sao? Mình thử có mùi cái. Mùi cái này. Không, thật mà. Ăn miếng lúc nay ăn miếng kia nó mùi đàn người vẫn có cám. Nó hơi hôi á. Cô ấy người ta thả là... Ông này không biết mùi. Tốt đâu. Ông hả? Không. Hơi có một tiếng mùi nhờ. Hơi hơi gì đâu. Ui ui. Đây là anh em đi. Cắt cho em một cái bạn. Cho 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 cho. Nè. Cắt em một cái quanh da nữa. Vậy, cắt được tay tay tay. Phải nói là tuyệt vời. Như những cái miếng này nhá mọi người nhá. Miếng này thì mọi người đánh giá rau đấy rồi. Rau gọi là cát đầu gối lợn. Anh nghe người ta cát lợn ở trong bụng lợn tiên tỷ ạ. Đây gọi là cát đầu gối lợn. Đấy là lợn tận gặm tận lông đây này. Tận đây chính là cái lợn này. Rô rô cái rô 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 nào, rô, các bạn kia nha, rô, 2, 3, rô, gặp, đây xin gặp mấy đây, con chó này, con chó này, ui là, thế nào, phát biểu xem là thế nào, món này thế nào, ngon không, ngon không, ok không, này, chị này, tuyệt vời. Quá đỉnh luôn. Chín người ông mặt trời luôn. Chín người ông mặt trời luôn. Nào, chắc rượu đi, chắc rượu đi. Nè, cho em chén rượu. Mình cho cay này, nói chung là kiểu gì cũng có người cho thì mới lại thế này thôi. Chứ còn bọn đây mới nó bỏ tiền ra mua. Còn đây là đợi nó bỏ tiền ra mua cái gì thì có. Kiệt thì gọi là kiệt kích sắt. Anh đừng nói thế mà thiếu em nha. À đâu, không, bảo anh bảo nó đi xuống. Mà chiếu như là thôi uống riêng cái nhỉ. Thôi hôm nay coi như là chúc mừng cái vụ gì không anh bảo à chúc mừng fanpage gaming Tamao của anh em mình đạt 20k follow. Anh em mình đang làm thêm một cái page gaming Tamao mọi người nhé. Mod đệ hay livestream game GTA ở trên page và một kênh gaming Tamao nữa, nhưng mà video cũng chưa lên. Mọi người nhớ ủng hộ gaming Tamao của anh em mình nhé. Thôi coi như là chúc mừng đi.
không biết là ai tặng món này, nhưng mà mày phải hỏi, sao không hỏi người ta là ai mình còn gọi điện cảm ơn. Cứ chắc là được rồi. Thương ạ. Cứ ông phải có cái gì ông cảm ơn mà. Có. Lúc đấy nha, em thay mặt nha. Ở đây bao nhiêu người của anh em đây. Cảm ơn, chẳng ai dám xin đâu. Cảm ơn bà tay Judith rồi. Chẳng ai em đang cảm ơn đúng không ạ. Chứ phải các kiểu đấy chứ. Nhưng mà phải thống nhận là thịt con nương ngon. Được, dài. Ngon ngon. Thì mà nói là những cái rẻ xương này nó như kiểu là xương cừu ấy. Mọi người ăn xương cừu nướng với đùi cừu nướng bao giờ chưa? Ha. Trời. Ui. Ui. Rồi rồi rồi. Ui. Cặm miếng này. Cặm miếng. Ăn nhiều vào. Nhiều vào. Này anh đi làm mệt không? Ừ. Tao xuống xã xin cái giấy thôi. Ừ sáng đi. Tối. Thế đông quá. Mới đi ăn nhiều vào. Đang nói về bỏ công gặp đúng đấy. Đúng miếng nhỉ. Đúng miếng. Em nào là chỉ lo cho anh. Nói chung là được, chấp nhận. Chấm điểm cho hôm nay là ok. Tháng này tăng lương. Ui hả? 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 Tất nhiên đi bánh rồi. Cái chú ăn ok luôn. Nhìn này. Mọi khi là nếu mà mình đi việc là ở nhà anh em nghỉ hết, không biết đường quay video đâu. Nào hôm nay xí này ăn là phải chạy Dubai. Không biết đường là làm lại video ẩm thực cho mọi người xem. Ok đấy, nên một cái tầm mới này. Chào anh đi đâu cứ kia. Vâng. Quay được cái gì quay. Okay. Anh ủng hộ nhá. Ừ. Được. Quá luôn. Hả? Thôi anh đi đâu bọn em cười nhà bọn em kia nhé. Muốn làm gì à? Quay video chưa? Cứ thoải mái. À, vâng. Cứ bình thường quay video thì nếu mà anh em mình quay video thì mình sẽ giả dụ mua đồ ấy, thì mua được tầm 1 triệu đổ lại nhá, đừng có mua nhiều. Nhưng mà tiền không có thì có mất tiền đâu mà. Đi chị cũng được. Mình thì chịu cả cái xã này nhiều lắm rồi, thế nên là cứ đi đâu đặt tên cả là chúng ta cho chịu được. Rồi chịu biết rồi nhá. Mày, ơi, các ông thấy mình đi một ngày, các ông lại đi chịu hẳn con bò với chết rồi đấy. Trả tiền ơi. Mày có thể ca trả tiền nữa thì thôi xong. Xong trả cái dạng nào mà cái dạng đấy. Anh nghĩ chịu hẳn con bò á, em đi chịu ngày anh. Mơ mà hú. Mới đến mà hú, nhìn chi này. Hả? Chụp bắt tí này rồi. Ăn thịt là thịt. Được rồi. Nào. Đây nè. Cái đùi bên kia thì hơi trống một tí, nhưng mà cái đùi này. Ý chụp, chụp cái thịt nó này. Vừa chín tới đấy luôn nhá. Miếng nước ngọt. Miếng nước ngọt lắm. Đây. Mà đây. Cho em xin miếng. Nhưng mà bọn mình nướng chưa chuẩn. Em không biết da đâu. Chuẩn da là phải giòn. Ăn thịt không rồi. Da phải giòn đấy. Ý, ăn. Tao mà về sớm thế không gọi tao tưởng cái lúc nào mai tao xuống tao đấy cũng được. Quên. Quên ạ. Tuyệt.